các bạn đến với kênh Cường Mập TV nha. Hôm nay lại tiếp tục ăn bữa cơm dân dã nha các bạn ơi. Bữa nay ăn bữa cơm toàn là rau không các bạn. Đó là chao, đậu gồng, dưa muối, với mà cơm trắng các bạn. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Giờ mời các bạn á cùng ăn bữa cơm dân dã với mình nha. Hôm nay mình cũng giống như người ta kêu bằng ăn chay chuồng vậy đó các bạn, nhưng mà mình không ăn chay chuồng. Bữa nay ăn cơm với chao bạn, lâu lâu mình thèm chao nên ăn chao một bữa bạn ơi. Rồi mời các bạn ăn nha, chao siêu to các bạn, ăn gì chắc cũng ngon bạn. Lâu lâu kêu bằng tu hành bữa bạn. Rồi mời các bạn cơm mình nha, cơm chao thôi các bạn ơi, đậu gồng các bạn. Cũng vậy mà ngon các bạn. Cũng đậm mùi thấm luôn các bạn. Bữa cơm bình dị. Dưa leo muối nhà. Thứ mùi cao chao các bạn ơi. Nó vô vậy nó ngon các bạn. Lúc mình còn nhỏ nhỏ bạn, ngoại mình thường ăn chay á, rồi mình cũng ăn theo bạn, nên bây giờ mình cũng lâu lâu mình cũng thèm chao nên mình ăn mua chao về ăn với chấm với đậu gọng bữa bạn. Chao này không ngon gì mình bỏ thêm bột ngọt đường chanh đồ vô các bạn. Chứ nhiều khi nhầm lầm nhầm keo chao mới bạn đó, nó không có được ngon, hơi mặn. Này nãy mình cũng có nhận thêm miếng chanh chứ bỏ thêm miếng đường nữa bạn. Có một loại keo mùa ăn khá là ngon. Bây giờ nhiều chao quá các bạn ơi, chao Thái, chao tiêu rồi chao ớt các bạn, hai ba loại. Chao Thái cũng hai ba loại luôn mà, chao bự chao nhỏ gì lớn như lúc nào mình ăn hên á, mua được cái dao á nó trong cũ á thì nó ngon, còn mà đa số giờ cái mới không bạn, ít có được cái cũ lắm mà.
hôm nay thì mình chế biến được nhiều món mà mình ăn cũng được, mình nấu món cũng được à, cho mình rất thông dụng. Thịt cá ăn hoài cũng ngán này. Đa số là thịt heo không à, cá giờ cũng cá lòng thì cũng hiếm. Chứ kiếm được cá lòng ăn thì ngon các bạn. Cá lòng nó nhỏ rồi, mình về mình bắt chảo rồi mình kho mình chảo ăn ngon hả bạn. Ở quê nó dễ lắm bạn, ra vườn hái mắm rau vô mình luộc mình ăn cũng được bạn. Còn ở chợ cái gì mình cũng phải mua không bạn, mọi thứ đều mua hết. Nhưng mà ở vườn thì nó buồn hơn ở chợ. Mình ở vườn, mình không quê á, nhưng mà bây giờ mình ở chợ rồi, bây giờ mình về vườn mình chỉ không nổi đâu, chợ quen mà, chặt cái gì mình cũng mua không bạn, ví dụ như ly cà phê mình cũng phải mua, ngàn nước đá mình cũng phải mua, bó rau mình cũng phải mua, mình biết rồi nó thành một cái thói quen rồi, chứ giờ mình về quê kia mình mọt cua bắt ốc thì thua luôn. Chứ hồi lúc trước á, ở vườn hái rau vô luộc và cắm trao, còn hồi xuống lên mua lưới á, giăng cá gì hai ba con mình kho chảo kho quạt á, thấy xong bữa cơm đó bạn. Trong vườn đâu có cà phê cà pháo gì không, chỉ uống nước mưa không ạ, à? Nhà mình nhỏ nhỏ mình uống nước mưa không mà không có nước lọc, hứng cạp cạp với bạn, người uống trước đầu ở ngoài nó hứng dành 5-7 thạp với bạn, mình uống mùa này qua mùa kia, bây giờ mình uống nước lọc không ạ. Tắm thì khỏe lắm, chạy chơi mà nhảy trong cái đồng có là chồng. Còn đây thì khi cấp nước là còn nghỉ tắm bạn, những bên mình cấp nước hoài bạn. Để cấp nước chứ cấp điện. Bên cồn này nói chung chợ nó này cũng lớn các bạn, nhưng mà cái hạ tầng ở đây nó phát triển nó không mạnh hơn mấy chỗ khác bạn. Bây giờ nó cũng đang phát triển mạnh lắm bạn, chuẩn bị khai cò Đại Ngãi à, nó thông bao đây cù lao dung bạn, cái này kinh tế nó cũng phát triển bạn. Thank you.
mới cay quá, mới ớt nữa còn mới bạn, nó hơi cay. Chai lắm bạn, tại vì mình làm đòn bán niêm nếm cho nãy kia luôn, nên mình không có không chai được, giữ lại mình hay quên. Lúc trước đó mình cũng ăn chai hoài, nhưng mình ăn buổi sáng xong đó bạn, cái buổi chiều mình quên mình ăn mặn nên mình giờ mình không có ăn chai nữa, chứ hồi lúc trước mình cũng ăn chai trường hoài bạn. Kêu chào về xong ngại rồi. Ngon quá bạn, hết dĩa cơm luôn. Lâu lâu ăn ngon. Chứ mà ăn cỡ qua ngày sau là ăn hết nổi đó, ngán. Bây giờ nó có bán loại cháo thái ăn cũng khá là ngon bạn. Nó có cay, nó vừa ăn vừa khỏi nêm nếm rồi lại à, nó rất ngon bạn. Nãy mình không có mua cháo thái, mình mua cháo thường mình. Thuốc mùi hôi bạn, chỗ mùi hôi à. Thế vậy mà hết chân với cơm bự luôn không bạn? Với cơm này cũng 4-5 chén. Ngon quá. Đậu gòn này các bạn, mình ăn khóc cũng được, mà mình xào cũng được. Cũng không dễ ăn bạn. Ngon quá. Ngon quá mà cũng cay quá. Hết cơm luôn bạn ơi, còn phải chảy miếng dầu gần nữa anh. Ngon quá, cũng chào. Hôm nãy nói chung mình cũng ăn thường ăn, cũng quen, cũng dễ ăn. Bột la mà chấm cao nó cũng ngon các bạn. Rồi mà bầu á, bầu luộc mà chấm cao nó cũng ngon lắm. Nói chung món cao này cũng dễ thử lắm bạn. Chân chó cũng ốp cao được, thịt heo cũng ốp cao, dịch cũng ốp cao, đa số là toàn bộ là đều dùng chao này hết. Chao càng ngon càng cũ á thì nó càng ngon, mà chao không cũ cũng ngon hơn. Thịt heo bằng
mọi người ruột heo á, củ củ ruột heo mà trao củ củ mà ngon không, ốp lên nướng cái ngon lắm bạn, trao mà không có củ không có ngon bạn, ốp trao là nó chất quá à, nó ngon lạnh chứ. Cũng thường làm ruột heo ăn, mình cũng có quay mấy clip hướng dẫn á, làm ruột heo á ăn ngon quá bạn, nghĩ bạn ơi. Lâu quá mình mới ăn chao lại ngon thiệt. Cái chân luôn. Bà thấy sạch trẻ không bà? Này ta kêu được bằng là ăn chay được ngày bạn, mình ăn buổi chiều. Mình ăn buổi chiều người ta cắt ve ăn buổi chiều là được ngày rồi. Nó chơi hơi chứ ăn chay rồi tới lòng thành tâm mới làm, không có ăn bậy bạ được. Mình chỉ nói chơi thôi nha các bạn, bạn đừng bắt chước theo mình làm theo chết luôn á. Thôi bạn ơi, video mình cũng kết thúc các bạn, nói từ lâu rồi. Bữa cơm còn đường giao của mình, cơm canh đạm bạc của mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Các bạn thấy video của mình hay hữu ích thì like và chia sẻ giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chào các bạn nha.